Em xin chào tất cả mọi người nha. Em là chiên sĩ cua Nam Căn, cua Nam Căn Cà Mau. Em ở tại huyện Nam Căn nha. Em chiên sĩ tất cả các loại cua, cua gạch, cua thịt, cua y tứ, tất cả các loại của em sĩ là bao ăn hết. Em bao gạch 100% cho khách. Nếu mà cua mà lên mà khách có không đầy gạch đó, thì em sẽ chuyển khoản trả lại, em bao 100%. Một là em chuyển khoản trả lại, hai là em sẽ bao đổi cho khách nha. Cua thịt bên em á, em cũng bao 100% cho khách. Cua thịt, cua y tứ, em là chuyên về hàng lựa. Em ở tại huyện Nam Căn á, cua của em là bao chắc khỏe đó. Cua Nam Căn thì em sẽ là bao khỏe. Em bán hàng thì em sẽ bao thịt, bao gạch 100% cho khách. Em sỉ từ 10 kg, em sỉ tất cả các tỉnh nha. Em sỉ tất cả các tỉnh. Cua thịt của em cua Nam Căn, cua Nam Căn bao chắc khỏe nha. Khách nhìn thấy không? Đây, cua Nam Căn rất là khỏe. Nhưng mà cua bên em á, là em sỉ, em sẽ làm dây theo cầu. Nhưng mà cua dùng Nam Căn á, là cái dây là dây không tỷ lệ. Cua của em là dùng 5 căn là dây không tỷ lệ nha tất cả mọi người. Nè, khách nhìn đó. Em nhận đặt hàng trước. Khách ở đâu á, thì gửi địa chỉ cho em, kèm số điện thoại em sẽ gửi. Tại vì em ở gần bến xe 5 căn thì em đặt hàng đi rồi em gửi. Em sỉ từ 10 kg. Ví dụ như là khách đặt bên em á, là 3 kg gạch, 3 kg y, 4 kg y tứ, em đã gửi cho khách rồi. Khách nhìn đi, cua của em đặc biệt, cua bên dùng 5 căn của em là cua không dây, dây không tỷ lệ nha. Tức là con cua không trọng lượng, dây không trọng lượng. Con cua 300, con cua này 300 g, 350 g, thì nó dây này nó không có tỷ lệ. Khi mà để lên cân thì nó vẫn là 300 g, 350 g. Đặc biệt của dùng 5 căn là cua dây không tỷ lệ nha tất cả mọi người. Em chiên sỉ tất cả các tỉnh nha. Em sỉ từ 10 kg. Cua bên em bao chắc khỏe nha mọi người. Cua gạch em bao 100% gạch cho tất cả mọi người. Khách em bao 100% cua là bao gạch cho khách. Khi mà khách tách cơ hoặc chế biến cua ra, nếu mà cua gạch không đầy gạch em sẽ bao đổi trả nha. Cua thịt thì cũng vậy. Nếu mà khách mà ăn á, mà thì chụp hình cua, mà nếu mà ốp á, thì cứ gọi là em bao đổi trả cho khách nha. Khách sỉ em sỉ từ 10 kg nha. Khách sỉ cua dùng 5 căn bên em là cua dây không tỷ lệ nha. Cua bên em là cua dây không trọng lượng nha mọi người. Đây, cua bên em nè. Em bao chắc khỏe, em bao đầy thịt từ con nha. Đây, cua này cũng vậy, em bao chắc khỏe từ con luôn nha mọi người. Em sỉ tất cả các tỉnh nha. Đây, khách nhìn cua bên em nè, bao chắc khỏe, dây không trọng lượng nha. Em sỉ dây không trọng lượng, hoặc là em sẽ làm dây theo yêu cầu của khách. Ví dụ như khách yêu cầu dây to thì em sẽ làm dây to hơn, giảm giá thành lại. Hoặc là khách lấy dây không trọng lượng thì em sẽ làm dây không trọng lượng cho khách nha. Em sẽ làm dây theo yêu cầu. Nhưng mà đặc biệt dùng 5 căn của em á, tới nhà vuông, nhà vườn cũng vậy. Chỉ là chối dây không tỷ lệ này thôi. Khác với các cái dùng cua khác, là ở đây là cua bên em là dây không trọng lượng. Nên là khách đặt hàng bên em là đừng có ngại về vấn đề dây. Tại vì bên em là chỉ khi nào mà khách sĩ yêu cầu em làm dây to để giảm giá thành lại thì em mới làm. Cua bên em là đặc biệt không có dây nha mọi người. Cọng dây rất là nhỏ, dây không trọng lượng. Đây, cua bên em đây, chắc khỏe nha. Cua bên em là cứng hông. Em bao 100% gạch, 100% thịt. Khách đặt hàng bên em là tiệc tùng hoặc là cuối tuần gì đó, cứ đặt trước bên em sẽ gửi.
em gửi tất cả các tỉnh nha. Em chuyên sĩ tất cả các tỉnh, dây không trọng lượng, cua dùng 5 gang bên em là không, đặc biệt là cua không dây. Cái cua này á, cái cua dây này là tại nhà vuông á, nhà vuông người ta nuôi tôm nuôi cua, người ta khi người ta bắt lên á là người ta đã chói dây này, người ta bán cho mình này. Người ta không có chói dây bự, nó là đặc biệt dùng của bên em á, đặc biệt dùng cua bên em là dây không trọng lượng nha mọi người. Dùng cua 5 cân của em nè, mà cái thịt của cua 5 cân là nó rất là ngọt à, tại vì ở đây á, cái chỗ của em là nước đủ độ mặn cho nên là thịt cua nó rất là ngọt, khác so với các dùng cua khác nha. Nè, khách nhìn cua bên em rất là khỏe, nhìn cua là rất là đầy thịt, chắc thịt. Em bóp nè, em bóp hồng cua mà nó không có, nó rất là đầy thịt, nó rất là chắc thịt luôn. Em bao 100% thịt cho khách luôn. Dây thì cua là dây rất là nhỏ, con cua này là nửa ký, con cua này nửa ký thì nó thịt nó nửa ký, cộng dây này nó không trọng lượng nha mọi người. Đặc biệt của dùng cua 5 gân bên em là cua không dây, cua bên em là cua không dây, cua tại nhà vườn chó như vậy, tại nhà vuông. Cua rất là đầy thịt, thịt nha. Khách đặt hàng bên em có để lại số điện thoại á. À, khách đặt hàng bên em sỉ từ 10 kg tất cả các tỉnh nha. Em chào tất cả mọi người nha.